Em chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị ba đôi chép và một đôi trung, toàn hàng VIP thôi nha. Đây là đôi chép điện của Pioneer nè quý vị. Chiều ngang là 12, chiều cao là nó 10,5 quý vị. Lúc nãy có đâu rồi. Thì đây là chép điện ha, BTR10A, tiếng nó cực hay nha quý vị. Những dòng chép điện thì nó rất hiếm trên thị trường, rất ít anh em nào mà tháo bán, tiếng nó rất hay. Đó, đôi này thì nó mẻ gốc chỗ này xíu, còn lại là nó đẹp xuất sắc, nguyên zin và nó hoạt động hoàn hảo hết nha. Thì giá của chép điện này là 1,5 triệu thôi quý vị, 1,5 triệu thôi. Bình thường những đôi này thì nó hơn 2 triệu. Thì rồi tiếp theo là đôi loa chép của Coran, đôi loa chép cực đẹp quý vị, Coran Twitter đấy, dạ vâng. Thì mũi nhôm nha, này là chuyên chép mũi nhôm và cái niềng nhôm quý vị thấy nè, cực đẹp luôn quý vị, hiếm có đôi nào mà nó đẹp như vậy. Thường nhôm bị oxy hóa nó xấu lắm, nhưng mà đôi này nó tuyệt đẹp luôn. Với lại cái lưới bọc nè, thường nó mấp méo nhưng mà cái này quý vị thấy nè, nó cực đẹp luôn, nét căng luôn ha quý vị thấy nè, nhìn nè, nó cũng là tuyệt vời ha. Hàng bãi tháo thùng, không phải là hàng ở Việt Nam, cho nên là quý vị thấy cái độ chất nó cực kỳ luôn quý vị. Thì đôi này là 1,6 triệu nha quý vị, 1,6 triệu cho đôi Coran này. Tiếp theo là đôi loa Pioneer Hoa Khế, em đo cái này cái quý vị. Này là 12,5 nha. À, không tới 12,5, 12,2 à. Đó, 12,2 anh em được gần. Rồi, tiếp theo là đôi chép Hoa Khế của Pioneer quý vị. Pioneer, mấy cái này là nó bằng nhôm mà nha. À, rồi, đó, sắc nét chưa? Nét chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Nguyên zin, nguyên bản 100%. Đó, hàng tháo thùng bãi về. Đó, tháo bên kia về luôn á quý vị. Giờ cái giá vận chuyển nó cao lắm, chở nguyên cái thùng dài nó còn nó cực kỳ đắt luôn. 10,5 cm nha quý vị. Mũi nhôm nha, con này là mũi nhôm chép Hoa Khế, là dòng này cũng rất là hiếm luôn quý vị. Đôi Hoa Khế này thì giá 1,4 triệu thôi ha, 1,4 triệu thôi. Rồi tiếp theo là một cái loa trung của Biora luôn. Thì cái này xui cái là bị rách cái màng nè quý vị, rách màng nhưng mà tất cả là nó nguyên zin, nó hoạt động hoàn hảo hết. Thì bây giờ em thanh lý cho quý vị, giá là chỉ 500 thôi. Bình thường thì đôi này nó sẽ là 1,2 triệu đó. Thì bây giờ em thanh lý cho quý vị giá 500 ngàn thôi, vì về quý vị có thể cho thợ nó xử lý cái chỗ rách này cho nó dính lại rồi hát cũng được, thay màng cũng được, quan trọng là cái con bên trong nó còn zin nha quý vị. Đó, nguyên zin và nó hát tốt đó. Bây giờ thì em thanh lý 500 thôi, em không có thời gian để làm đâu quý vị. Thì quý vị nếu mà quý vị mua muốn bên em làm thì quý vị thêm phí cũng được luôn, em sẽ thuê thợ nó làm. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.